mà gái yếu đây. Quay video này cho chắc. Cung cấp cả trình bông nha. Đấy, cả trình bông nha. Từ 2,5 cân đổ lên đến 4 cân, 5 cân có. Có tiền nhờ bán con chung thì có bán. Không là được á? Cái nhìn ngắn. Cầm con lên cho một cái nhìn ngắn. Rồi, ra đây, nghe, nghe. Ê, anh Hàm. Bắt con vừa vừa trung bình thôi, không phải to quá. Tay đàn quá 89 cân, 7,89. Bao nhiêu con 4 cân? Được không? 4 cân.
10 con em nhé. Cân 8 cân 8 cân 9.